Sáng ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Trần Quốc Lợi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đặng Văn Minh Hiếu, Lê Minh Tùng, Lê Thị Nga, Hồ Văn Lợi, cùng trú tại thành phố Huế và cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trịnh Thị Kim Như, trú tại thị xã Hương Thủy. Trước đó, nhóm đối tượng này đã mua số lượng lớn kính chắn gió ô tô có nhãn hiệu XIG từ công ty Shenzhen, Trung Quốc và máy khắc laser của Trung Quốc. Sau đó lên mạng tìm kiếm logo của các hãng xe ô tô nổi tiếng của Nhật Bản, Pháp, Đức, rồi dùng phần mềm sao chép, thiết kế lại, đồng thời sử dụng máy móc tẩy xóa logo trên kính nhãn hiệu XIG và dùng máy in laser in các logo của các hãng ô tô nổi tiếng có giá trị cao để bán ra thị trường kiếm lời. Mỗi tấm kính làm giả, các đối tượng bán ra thị trường cao gấp 300% đến 500% giá trị kính nhập khẩu của Trung Quốc. Riêng từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2023, các đối tượng đã 3 lần nhập khẩu gần 5.000 kính chắn gió xe ô tô từ Trung Quốc về Việt Nam. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu giữ toàn bộ phương tiện được các đối tượng sử dụng gồm một bộ máy in laser, hai bộ máy vi tính, các dụng cụ để tẩy xóa logo và đánh bóng kính. Hơn 500 kính xe ô tô các loại đã được các đối tượng in giả các nhãn hiệu, có giá trị tương đương với hàng thật được bán ra thị trường là hơn 3 tỷ đồng.